Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách A-mốt, chương 1. Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Israel đang đời Ô-xia vua Giu-đa và đang đời Jeroboam, con trai Jo-ách vua Israel, 2 năm trước cơn động đất. Người nói rằng, Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Jerusalem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạc-mên sẽ khô héo. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át. Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-sa-ên đặng thiêu nuốt đền đài của Ben-ha-đát. Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách. Ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng Aven và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Eden. Còn dân sự Syri sẽ bị đày qua Kir làm phu tù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Gaza đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Edom. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza. Nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Ta sẽ dứt dân cư khỏi ách đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi ách Calon. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Ekron, và phần sót lại của người Philistin sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Tyre đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Edom, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Tyre, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Edom đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thịnh nộ đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-mang, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của con cái A-môn đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà đang có thai của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình. Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Rabba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giả trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đốt hài cốt của vua Edom đặng làm ra vôi. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Keriyot. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào, giữa tiếng kêu khi tiếng kèn thổi. Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài. Những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo làm lầm lạc chúng nó. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Jerusalem. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi cớ tội ác của Israel đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép.
chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta. Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo sống đã nhận làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó. Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người Amorít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bột. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập và dắt các ngươi trong đồng vắng trải 40 năm, hầu cho các ngươi được đất của người Amorít làm sản nghiệp. Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi và dấy mấy người Nasire lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, hỡi con cái Israel, chẳng phải vậy sao? Nhưng các ngươi đã cho các người Nasire uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Này, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi, cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép. Người lẻ làng sẽ không thể trốn được, người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. Kẻ dương cung sẽ chẳng đứng vững được, kẻ có chân lẻ làng sẽ chẳng lánh khỏi được. Người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình, và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 3. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ai Cập. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Vậy nên, ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con, nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao? Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì, thì lưới há có giật lên khỏi đất? Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia, nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm? Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách Đốt và trong các đền đài của đất Ai Cập và nói rằng, các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Samari, hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó và những sự bạo ngược giữa nó. Đức Giê-hô-va phán, chúng nó không biết làm sự ngay thẳng. Chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp giật ở trong các đền đài mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất này. Nó cất mất sức mạnh ngươi và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Israel là những kẻ ngồi tại Samari, nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách cũng sẽ được cứu cách như vậy. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng, hãy nghe và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên. Những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Bây giờ, ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ. Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va phán vậy. Phúc âm Luca, chương 1. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự,
viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sa-cha-ri, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sa-cha-ri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thế gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đói đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót,
và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm riêng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm riền đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bây giờ Sachari cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Chương 2. Lúc ấy, Sisa Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình, khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này
ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cưu hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Hỏi 3 ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao?
nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Thi Thiên 114. Khi Israel ra khỏi Ai Cập, nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ, thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài và Israel thành nước Ngài. Biển thấy sự ấy bèn chạy trốn, sông Giô-đanh chảy trở lại sau. Núi nhảy như chiên đực, nõng nhảy khác nào chiên con. Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau? Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nõng, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là đấng biến hòn đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.